Mình đang có ở đây là hai thanh RAM tới từ Kingston với bus RAM là 2666. Mình đang có ở đây một mẫu CPU Intel Core i5 10400M. Thông thường khi các bạn mua những combo này, các bạn sẽ lắp lên những cái mẫu main, ví dụ mẫu main dòng B của Intel. Thế nhưng tại sao lại là bus RAM 2666? Thì đây là bus RAM mà mẫu CPU main các bạn có thể nhận được, tức là CPU Intel Core i5 non-K lắp vào chủ dòng B thì nhận được tối đa bus RAM là 2666, đối với i7 thì là 2933. Thế nên chúng ta sẽ tạm bỏ qua vấn đề i7 và chúng ta tập trung vào hai linh kiện này kết hợp với nhau sẽ ra cái gì? Sẽ ra một tính năng gọi là Extreme Memory Profile, hay đọc viết tắt là XMP. Vậy thì XMP chính là thành phần, tức là chính là thứ gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai. Cậu bạn nào chưa biết nghẽn cổ chai là gì hoặc là cách nghẽn thủ, hãy tạm dừng video ở đây và click vào đường link ở ngay bên trên hoặc là ngay dưới phần bình luận, mình đã ghi ở đấy rồi. Hãy đọc kỹ và quay lại xem video này. Rồi, hoặc là những bạn nào mà đã biết được cái nghẽn cổ chai hay XMP là gì thì chúng ta hãy tập trung vào vấn đề chính ở trong video, đó chính là cách bật tính năng XMP. Thông thường khi các bạn hỏi, ông kia, bật tính năng XMP là gì, thì người ta sẽ trả lời lại vào trong BIOS mà bật. Dĩ nhiên tất cả những thiết lập kể cả Epson, các bạn vẫn phải vào trong BIOS để có thể bật được. Thế nhưng mỗi một mẫu main thì sẽ có một cách bật khác nhau, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật tính năng đấy ở ngay trong video này. Và mình sẽ lựa chọn ra 3 mẫu main, à không, 4 mẫu main đi, để hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên sẽ là một mẫu main B460 tới từ ASRock, bởi vì thông thường mình sẽ chọn một mã ASRock bất kỳ thôi, bởi vì mẫu main, tất cả mẫu main ASRock đều chung kích vào BIOS mà. Một mẫu main tới từ Asus, một mẫu main tới Gigabyte, và dĩ nhiên không thể thiếu được một mẫu main tới từ MSI, và tất cả đều thuộc dòng B460 để có một cái nhìn chung nhất cho các bạn. Và chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên sẽ là bo máy chủ tới từ Gigabyte. Đây là phiên bản của dòng ASRock, thì các bạn sẽ lắp tất cả các thiết bị lên. Thì mình đã cắm cả SSD rồi, các bạn cắm SSD sẽ rất nhanh. Thì cách để vào BIOS của main Gigabyte đó sẽ các bạn bấm thật nhanh phím down. Rồi, đây, và sau khi vào trong phần BIOS, các bạn có thể nhìn thấy là các thiết lập dễ dàng. Như các bạn nhìn thấy giúp mình ở đây, thì tính năng XMP đây, đấy, các bạn lựa chọn XMP. Và các bạn chỉ cần bấm vào thôi, bấm vào tính năng đấy là đã có thể kích hoạt được XMP rồi. Đây, các bạn nhìn đây, XMP Profile DR4 bớt là 2666. Có cái phần độ trễ đây thì chúng ta sẽ hẹn nhau ở trong một video khác. Và các bạn bấm F10 đấy để có thể vừa lưu thiết bị và reset lại. Và sau khi boot vào xong, các bạn hãy đợi mình một chút và mình sẽ chỉ các bạn xem XMP đã được kích hoạt hay chưa. Sau khi boot vào xong thành công thì sẽ có hai phần mềm được mình sử dụng chủ yếu. Các bạn đầu tiên chuột phải vào thanh taskbar thì sẽ có phần task manager, và khi kích hoạt vào, các bạn vào phần cho mình phần performance ở phần memory đây, speed. Hiện tại mình đã cắm được hai slot ở trên đây, và speed tức là bus RAM là 2666. Và nếu như bạn nào cảm thấy chưa yên tâm thì có thể sử dụng một phần mềm khác, đó chính là phần CPU Z. Đối với CPU Z thì cách nhìn sẽ hơi khác một chút, bởi vì hệ thống sẽ không ghi là bus 2666. Đây, dual, đây cái phần DRAM frequency này hiện tại ghi là 1333, nhưng tại sao lại là 1333? Thì đấy, mình sẽ mở hướng dẫn cho các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy đều là 1333. Thì RAM DDR4 là Double Data Rate, tức là các bạn sẽ lấy 1333, các bạn nhân đôi lên thì sẽ thành 2666. Và ở cái phần SPD đây là XMP 2.0. Rồi, chúng ta đã xong main của Gigabyte và mình sẽ chuyển sang mẫu main tiếp theo, đó là bo máy chủ của Asus. Đối với mẫu bo máy chủ đến từ Asus thì anh em sẽ có hai lựa chọn, một là bấm phím S2, hai là bấm phím đen. Mình sẽ chọn phím đen thôi, và anh em phải click thật nhanh trước khi đi vào phần win luôn. Sau khi kích hoạt thì tất cả những cái setup đều rất cụ thể, anh em có thể nhìn thấy, và vẫn có dòng chữ XMP. Đấy, và đây, thay vì hiện ra thì hiện ra dòng chữ Enable thôi. Và sau khi anh em Enable ra thì chúng ta sẽ có luôn setting là XMP DR4 và độ trễ vẫn vậy. Và chúng ta vẫn bấm phím F10 để có thể lưu lại. Đây, như anh em có thể nhìn thấy là tất cả thiết lập và bấm OK, và nó sẽ boot được win. Sau khi mình boot lên thành công thì chúng ta vẫn kiểm tra bằng Task Manager và phần Performance. Đây, các bạn nhìn thấy bus RAM đã lên 2666. Và khi bật thêm cả CPU Z nữa, chúng sẽ kiểm tra lần lượt và đầy đủ. Đây, 1333 double lên. Đó, các bạn nhìn thấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang một bo máy chủ khác tới từ ASRock. Mẫu main của ASRock thì cũng sẽ có hai lựa chọn, và F2 và Dell để có thể kích hoạt. Dòng chữ hiện ra sẽ hơi nhỏ một chút, thế nên các bạn hãy nhớ nhé, F2 và đen. Và sau khi bật được BIOS của bo máy chủ lên, đây, các bạn nhìn thấy
trông nói chung là cũng khá dễ hiểu, nhìn tương đối là dễ hiểu thôi. Đây, các bạn chỉ cần chuyển sang bấm phím cái chỗ auto ở đây nhá, mình chỉ lại đây. Auto tức là tự động và có thể nhận được 2666 luôn, hoặc là có thể nhận bus RAM thấp hơn. Thế nhưng mà để chắc chắn thì các bạn click vào chữ auto đây, và các bạn đã kích hoạt tính năng AMP rồi. Và sau đấy thì như thường lệ, các bạn sẽ phải bấm phím tài chuyển đây, section and exit đó, rồi enter và chúng ta sẽ vào win. Chúng ta sẽ lặp lại cái bước kiểm tra cuối cùng, đó chính là vào tab Task Manager phần Performance đó, 2667 gọi là 2666 cũng được, vào cả CPU-Z đây, chuẩn luôn, không lệch đi đâu được đó. Đây các bạn thấy không, mình đã lắp 2 thanh RAM rồi, XMP 2.0, và chúng ta sẽ chuyển sang bo mạch chủ cuối cùng. Đối với mẫu bo mạch chủ của MSI thì các bạn cũng tương tự làm cho mình, bấm nút đen là nhanh nhất. Hầu hết các bo mạch chủ đều có thể bấm nút đen để nhận được, một số bo mạch chủ thì khác. Và đây là giao diện của bo mạch chủ MSI. Tùy theo ý kiến cảm quan cá nhân của mỗi người, có người đánh giá đây là một trong những BIOS dễ sử dụng nhất, một số người thì bảo là khó sử dụng. Mình thì là trung lập thôi, mình sử dụng quá nhiều rồi nên sản phẩm nào cũng dễ. Và ở cái phần kích hoạt tính năng XMP đây, các bạn nhìn thấy ở bên trái góc trên cùng sẽ có phần gọi là Game Boost đây. Các bạn cần phải bấm vào tính năng XMP lên, và khi chuyển sang màu đỏ thì mới có thể kích hoạt tính năng đấy. Thì là ở một số các mẫu RAM đắt tiền thì sẽ có hai thiết lập có sẵn XMP, nhưng đây là một mẫu RAM tương đối bình dân để có thể sử dụng, RAM Kingston HyperX mà, nên các bạn chỉ có một cái tính năng XMP thôi. Và như thường lệ các bạn sẽ, đấy các bạn nhìn này, Enable tính năng Extreme Memory Profile, Disable thành Enable và Yes, và chúng ta sẽ vào Win để kiểm tra tiếp. Với Task Manager và phần Performance, đấy, Bus RAM vẫn ok, đã kích hoạt hết. Và cuối cùng đó chính là CPU-Z. Với phần CPU-Z ở đây, chúng ta sẽ vào phần Memory 1333 Dual và phần SPD đó, slot thì mình đang cắm slot 2. Đấy các bạn thấy không, XMP 2.0 và Frequency đây hiện tại là 1333 double lên 2666. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn được 4 bo mạch chủ khá thông dụng rồi. Ở một số mẫu bo mạch chủ khác thì bạn cũng làm tương tự thì có thể là kích hoạt tính năng XMP nhé. Và đấy là cách bật tính năng XMP ở trên CPU của Intel. Ở trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em ở trên CPU AMD, bởi vì mình sẽ lưu ý với anh em ở một số các mẫu main sẽ vẫn ghi là tính năng XMP trên AMD nhé, nhưng một số mẫu main sẽ không ghi là tính năng XMP nữa. Anh em hãy đợi video đấy và biết lý do tại sao. Và nếu như anh em nào mà cần một bus RAM cao hơn để có thể sử dụng thì với mẫu bo mạch chủ thì chúng ta sẽ không phải lựa chọn để 1660 nữa, các bạn hoàn toàn có thể lên bo mạch chủ dòng Z. Thì khi đấy thì mẫu CPU Intel Core i5 các bạn sơ trên trang chủ nhận bus RAM là 666, nhưng cắm lên bo mạch chủ dòng Z rồi, kích hoạt được tính năng XMP và ép xung RAM lên, thậm chí bus RAM 3600 mẫu CPU này vẫn có thể nhận hoàn toàn tốt. Thế nhưng nếu như bạn nào mà cần cái hiệu năng chiến thành tốt mà sử dụng để chơi game thôi thì bus RAM theo như mình đánh giá để có thể sử dụng tốt sẽ là từ 2666 tới 3000 trên CPU Intel là tốt nhất, mà cái mức đầu tư không quá lớn. Còn nếu như bạn nào mà không bật tính năng XMP lên thì kết quả sẽ ra sao? Thông thường khi các bạn cắm lên bo mạch chủ dòng B thì bus RAM nhận được khi các bạn không kích hoạt sẽ nằm ở mức gọi là 2133 hoặc là 2400, tức là các bạn đang lãng phí hiệu năng. Và ở trong video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn không lãng phí hiệu năng của hệ thống rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video hướng dẫn kỹ thuật tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.